Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh phát huy hiệu quả quỹ nghĩa tình đồng đội. Nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học ở Ninh Bình. Huyện Ân Thi làm tốt công tác hỗ trợ nhà ở cho gia đình có công, hộ nghèo. Hải Dương đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phục vụ lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc. Và bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch đến năm 2020, Nam Định có gần 108.000 ha đất nông nghiệp, chiếm 46% diện tích đất toàn tỉnh. Trong đó, đất trồng lúa là trên 65.045 ha, chiếm gần 39%. Từ nay đến năm 2020, trên 8.200 ha đất nông nghiệp sẽ được chuyển sang đất phi nông nghiệp. Để đạt mục tiêu này, Nam Định tiếp tục quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê, tổ chức quản lý giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Với những giải pháp cụ thể phù hợp như làm tốt công tác hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, xây dựng các mô hình trồng trọt chăn nuôi hiệu quả của Hội Nông dân xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đã giúp nhiều hội viên vươn lên thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Những năm qua, Hội Nông dân xã Ninh An đã chú trọng đến việc khuyến khích bà con phát triển cây trồng con nuôi có giá trị kinh tế cao nhằm tận dụng những điều kiện về đất đai, nguồn lao động dồi dào. Riêng năm 2017, Hội đứng ra tín chấp làm dịch vụ được 31 tấn phân bón các loại. Nhờ đó giúp hội viên phấn khởi, nỗ lực làm kinh tế. Nhờ những hoạt động cụ thể thiết thực, Hội Nông dân xã Ninh An đã góp phần không nhỏ vào công cuộc giảm nghèo, đem đến cuộc sống ổn định cho người dân, đồng thời giữ vững và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Nước sinh hoạt nông thôn là nhu cầu thiết yếu của đời sống người dân, nhất là ở những vùng nông thôn nói chung và người dân Thái Bình nói riêng. Cứ mỗi nhà máy nước tập trung được xây dựng, mỗi đường ống nước được đầu tư nối dài đến từng nhà là những niềm vui của người dân được nhân lên, nhất là trong những ngày đầu năm mới vừa qua. Từ ngày có các nhà máy nước đầu tư về các vùng nông thôn trong tỉnh, câu chuyện về những tháng ngày phải lắng lọc từng thau nước phèn, chắt chiu từng giọt nước mưa để nấu ăn của bà con cũng lùi dần vào quá khứ, nhường chỗ cho nụ cười, sự thoải mái và những niềm hy vọng mới. Mà so với trước kia mà cái dùng nước giếng khoan ấy thì nó hơi mệt. Mệt vì cái thứ nhất là cái nước giếng nó rất là bẩn. Thế mà cái công mình lọc cho nó cầu kỳ quá. Thế thì còn thực tế là thì cái nước này thì nó rất là sạch, tất cả mọi cái này mình cảm thấy là nó ngon lành hơn. Nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là vùng nông thôn, đồng thời góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Khát khao của người dân cùng với quyết tâm của các cấp các ngành trong tỉnh đã biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Thời gian qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, bộ mặt nông thôn đang được đổi thay từng ngày. Đặc biệt, niềm vui như được nhân lên khi đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nhà nhà có thêm điều kiện đón một năm mới đầm ấm, an vui. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến năm 2017, Hà Nam đã tập trung huy động các nguồn lực, cùng với đó là nâng cao chất lượng và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở. Để mạnh phong trào thi đua, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn,
nhất là các chính sách hỗ trợ gắn với các đề án trồng nấm, cây vụ đông, cánh đồng mẫu lớn, dồn đổi ruộng đất nông nghiệp, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong cung ứng thức ăn chăn nuôi, tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp nhằm tăng thu nhập và từng bước nâng cao mức sống của người dân nông thôn. Bên cạnh đó, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục và đào tạo, làm tốt công tác đào tạo nghề, dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, quan tâm về môi trường nông thôn, vận động nhân dân tiếp tục hiến đất, góp đất đầu tư cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, đường nội đồng, chương trình xây dựng nông thôn mới được tỉnh Hà Nam triển khai quyết liệt hiệu quả. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 78 trên 98 xã và 2 huyện Kim Bảng và Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội cũng đạt được nhiều thành tựu nổi bật, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao ở cả 3 tuyến giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chính sách xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả. Đến hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nam giảm còn 3,28%. Thưa quý vị và các bạn, với tác phong giản dị, gần gũi và hết lòng vì học sinh thân yêu, thầy giáo Nguyễn Văn Định, giáo viên sử trường Trung học cơ sở Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, xứng đáng để đồng nghiệp và học sinh noi theo. Bắt đầu sự nghiệp trồng người từ năm 2004 tại trường Trung học cơ sở Hòa Phong, với lòng nhiệt huyết và yêu nghề, thầy giáo Nguyễn Văn Định luôn tích cực nâng cao chất lượng soạn giảng theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời tìm tòi cập nhật những kiến thức mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và gắn những kiến thức với thực tế cuộc sống để đem đến cho học sinh những bài học hiệu quả nhất. Do có đặc thù bộ môn và đặc biệt là muốn truyền được cho các em học sinh dạy văn làm người và dạy lịch sử là về truyền thống lịch sử của dân tộc, thì cái điều quan trọng nhất tôi thấy rằng là trước hết là bản thân người thầy phải gương mẫu và xác định rõ được cái vai trò của mình. Và thứ hai nữa là truyền tất cả những cái cảm hứng, cái niềm đam mê của mình đối với các thế hệ học trò. Nhưng trong cái sự truyền đó thì mình cần có những cái bước đổi mới cụ thể đối với từng tiết dạy, bài dạy thì nó sẽ phù hợp hơn với các em và các em sẽ cảm giác không bị nhàm chán trong mỗi tiết dạy. Nhờ có những phương pháp giảng dạy hiệu quả, đội tuyển học sinh giỏi do thầy giáo Định bồi dưỡng luôn đạt được những thành tích cao trong các kỳ thi. Trong 2 năm học, từ năm 2015 đến năm 2017, đội tuyển học sinh giỏi lịch sử do thầy trực tiếp bồi dưỡng đã đạt 7 giải cấp tỉnh. Trong vai trò tổ trưởng tổ khoa học xã hội của trường, thầy giáo Định luôn luôn sát sao trong việc kiểm tra chuyên môn và khuyến khích các giáo viên trong tổ đổi mới phương pháp giảng dạy. Thầy cũng là thành viên tích cực trong tổ nghiệp vụ của phòng giáo dục đào tạo huyện Mỹ Hào. Gần 15 năm dạy học, thầy Định đã nhiều lần được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được các cấp ngành tặng giấy khen bằng khen. Vừa qua, thầy được Sở Giáo dục vinh danh là giáo viên tiêu biểu trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Tại tỉnh Bắc Ninh, sau Quỹ Khuyến học Khuyến tài Phạm Văn Trà của tỉnh, thì có lẽ Quỹ Khuyến học Khuyến tài mang tên Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, Nguyễn Đăng Đạo của huyện Tiên Du là nguồn quỹ có giá trị lớn nhất trong các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh từ trước tới nay. Quỹ ra đời đi vào hoạt động có ý nghĩa, tầm vóc lớn lao khi góp phần nhân lên niềm tự hào vùng quê hiếu học Khoa Bảng, qua đó tiếp thêm sức mạnh nội sinh để các thế hệ con em quê hương Lưỡng Quốc Trạng Nguyên phấn đấu vươn lên trên con đường học vấn. Với ý nghĩa tầm vóc giá trị tinh thần lớn lao của người con ưu tú của quê hương mang lại, đầu tháng 9 năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh chính thức công bố lễ ra mắt Quỹ Khuyến học Khuyến tài Nguyễn Đăng Đạo và tổ chức tuyên dương, khen thưởng những học sinh, giáo viên xuất sắc trong năm học, với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Đây là nguồn quỹ khuyến học khuyến tài có giá trị vật chất lớn nhất của huyện từ trước đến nay. Trong đó, ngoài 2,5 tỷ đồng dành duy trì hoạt động, quỹ đã trích 4,5 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn. Và tại đợt trao thưởng đầu tiên năm 2017, quỹ đã trích 336 triệu đồng tổ chức trao thưởng cho hơn 250 học sinh của huyện đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh, học sinh thi đỗ đại học 24 điểm trở lên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 45 thầy cô giáo có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp học. Quỹ khuyến học khuyến tài Nguyễn Đăng Đạo ra đời và đi vào hoạt động không chỉ đáp ứng lòng mong mỏi, góp phần chắp cánh ước mơ của lớp lớp các thế hệ người con quê hương Tiên Du, mà còn là điểm tựa tinh thần, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt,
thi đua đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chồng người, sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện Tiên Du vươn lên một tầm cao mới. Bắt đầu từ năm học 2014-2015, tỉnh Ninh Bình triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 cho 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 5. Sau gần 5 năm, đến nay, chất lượng giảng dạy đã dần được khẳng định, khả năng nghe, nói, đọc, viết của học sinh ngày càng được nâng lên. Để nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các năm học vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo 100% các trường tiểu học thực hiện triển khai dạy và học đồng loạt 4 tiết một tuần cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5. Bên cạnh đó, nhiều trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất đã thực hiện cho học sinh lớp 1 và 2 làm quen với tiếng Anh. Năm học này, hầu hết các trường đã bố trí được phòng học tiếng Anh riêng, hàng chục trường hưởng thụ ngân sách của tỉnh, của đề án, được cấp nhiều trang thiết bị như máy trình chiếu, mic, đài cassette để giúp các em học sinh thực hiện tốt các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đối với giáo viên, đến nay toàn ngành đã có 100% giáo viên dạy tiếng Anh đạt chuẩn năng lực tiếng Anh B2. Tại các địa phương cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt giao lưu để trao đổi kinh nghiệm. Vì vậy đã khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp, tăng tính chủ quan sinh động để học sinh dễ dàng làm quen và tiếp thu đối với môn học này. Chính vì vậy trong những năm học qua, chất lượng môn tiếng Anh không ngừng được nâng lên. Đến thời điểm này, đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 triển khai trong các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng dạy và học tiếng Anh đã có chuyển biến rõ rệt, học sinh tự tin hơn khi giao tiếp và nói tiếng Anh. Những năm qua, bằng tinh thần trách nhiệm, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều kết quả nổi bật trong công tác hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công và hộ nghèo. Hiện huyện đã hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với tổng số 404 hộ, trong đó xây mới 109 hộ, sửa chữa 295 hộ. Đối với chương trình hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, năm 2017, huyện đã tiến hành công tác kiểm tra thẩm định và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ giúp 7 hộ xây nhà mới và 25 hộ sửa chữa nhà. Ngoài số tiền hỗ trợ theo quy định, xây mới 20 triệu đồng một nhà, sửa chữa 10 triệu đồng một nhà, huyện và các xã còn vận động các tổ chức cá nhân, các dòng họ cùng chung tay góp sức hỗ trợ các gia đình tiền, ngày công và nhiều đồ dùng vật dụng khác để các hộ có được ngôi nhà khang trang trị giá từ 100 đến 300 triệu đồng trở lên, góp phần ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp đỡ hội viên. Trong đó nổi bật nhất là phong trào nghĩa tình đồng đội. Phong trào này thời gian qua đã được các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh Bắc Ninh duy trì và thực hiện có hiệu quả, trở thành nguồn động viên to lớn, giúp nhiều hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bằng nhiều việc làm cụ thể, những năm qua, hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động, từ đó giúp đỡ các hội viên khó khăn vươn lên, đặc biệt với tinh thần nghĩa tình đồng đội. Các tổ chức hội đã vận động hội viên đề cao tính tự lực tự cường, giúp nhau nâng cao đời sống, xóa nhà tạm, giảm nghèo nhanh và bền vững. Từ đó, nhiều cựu chiến binh nghèo có động lực vươn lên làm giàu chính đáng, tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tính đến hết năm 2017, hội đã tiến chấp cho gần 11.000 hội viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với số tiền hơn 232 tỷ đồng. Hội viên góp được hơn 30 tỷ đồng cho vay, tạo việc làm cho gần 3.000 lao động. Chỉ tính riêng năm 2017, đã có 116 hội viên cựu chiến binh nghèo nhận được tiền hỗ trợ, trong đó 52 hộ đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng 11 nhà nghĩa tình đồng đội, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hội xuống còn 0,53%. Với những việc làm thiết thực cụ thể của các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh, từ phong trào nghĩa tình đồng đội đã tăng cường gắn kết tình cảm đồng chí đồng đội khi trở về với cuộc sống đời thường, qua đó cũng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2018 với chủ đề Tuổi trẻ Hà Nam xung kích tình nguyện, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Tại lễ phát động, tỉnh đoàn Hà Nam kêu gọi mỗi cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi toàn tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi, tập trung vào 5 nội dung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, tích cực tổ chức cho thanh thiếu nhi phát huy vai trò xung kích tình nguyện thông qua việc đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, chung tay xây dựng nông thôn mới. Phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên trong các lĩnh vực, tổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp,
đặc biệt là ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật mới trong sản xuất và sử dụng công nghệ thông tin trong phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tư vấn mùa thi cho học sinh trung học phổ thông, dạy nghề giới thiệu việc làm cho thanh niên, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, đồng thời triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh. Tại lễ phát động, đại diện các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã ký kết 6 ước thi đua năm 2018. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Hà Nam đã tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó của huyện Kim Bảng, trao tặng ngôi nhà khăn quàng đỏ trị giá 50 triệu đồng cho em Đinh Văn Thiện lớp 7C, trường Trung học cơ sở Thanh Hải, huyện Thanh Liêm và tặng trên 20 mũ bảo hiểm cho học sinh trường Trung học phổ thông C Kim Bảng. Mới đây tại khu di tích đền cao An Phụ, xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2018 và phát động trồng cây xuân Mậu Tuất 2018. Trong tháng thanh niên năm nay, tỉnh đoàn phát động các hoạt động như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, các hoạt động tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo, hiến máu tình nguyện, hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng hành chăm lo cho thanh niên ở các khu công nghiệp, quan tâm đến học sinh nghèo vượt khó và thanh thiếu niên chậm tiến, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội cho thanh niên. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lương Văn Cầu giao nhiệm vụ cho các cấp bộ đoàn và 8 đội hình thanh niên tình nguyện thực hiện có hiệu quả các phong trào do tỉnh đoàn phát động. Hưởng ứng tháng thanh niên năm nay, một số doanh nghiệp và đơn vị trao tặng 40 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, các học sinh vượt khó học giỏi, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đoàn thanh niên công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương đồng hành cùng chương trình khám bệnh tư vấn và phát thuốc miễn phí tại xã Thăng Long, đoàn thanh niên ngành thuế tặng công trình thanh niên nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng. Nhân dịp này, các đại biểu cùng tham gia trồng cây mùa xuân ở tuyến đường liên xã thuộc địa bàn xã An Sinh, huyện Kinh Môn. Vừa qua, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an đã đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu du lịch sinh thái Tràng An, Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Qua kiểm tra cho thấy ở tất cả các điểm xung yếu như khu thờ tự tâm linh, khu trông giữ các phương tiện giao thông, khu dịch vụ du lịch đều thực hiện nghiêm túc việc phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Trên các tuyến đường, điểm tham quan đều có bảng biển cảnh báo, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy. Công tác tuyên truyền được chú trọng thông qua tập huấn, thông tin trên hệ thống loa đài. Tại các điểm du lịch này, luôn có lực lượng dân phòng, cán bộ tại chỗ, lực lượng cứu hộ cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp thuộc công an tỉnh, cùng với phương tiện ứng trực thường xuyên. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã đánh giá cao việc triển khai và thực hiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của tỉnh Ninh Bình. Biểu dương sự phối hợp chặt chẽ giữa công an tỉnh, đơn vị hữu quan trong việc lập kế hoạch, triển khai phương án sát thực tế và thực hiện tốt việc phòng cháy chữa cháy tại các khu điểm du lịch, nhất là các đình, chùa. Đồng chí Cục trưởng nêu rõ, công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ cấp bách, cần thiết. Chính phủ đã quan tâm và chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện triệt để. Hiện tại, đang là cao điểm của các lễ hội, lượng du khách đông, nguy cơ cháy nổ lớn. Do đó, đòi hỏi địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đối phó với mọi tình huống. Giám sát chặt chẽ nơi thắp hương, bãi đỗ xe, quầy dịch vụ phục vụ du khách. Đây là điểm có nguy cơ cháy và mất an toàn cao. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của từng lực lượng, từng cấp, từng bộ phận, có phương án cụ thể, ưu tiên đảm bảo tính mạng con người, nâng cao vai trò tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở trong phòng chống và xử lý tại chỗ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội đầu năm của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, cùng với Ban Quản lý Di tích và các ngành địa phương, thời gian qua các ngành chức năng tập trung triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ trong mùa lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc Xuân Mậu Tuất. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương tại khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc tỉnh Hải Dương. Căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng nhiệm vụ được phân công, Công an thị xã Chí Linh phối hợp với lực lượng tại chỗ tăng cường tuần tra kiểm soát quanh khu vực tổ chức lễ hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết không để xuất hiện tệ nạn trộm cắp, bói toán và ép giá. Công an thị xã cũng chỉ đạo Công an phường Cộng Hòa và Công an hai xã Lê Lợi, Hưng Đạo, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh và du khách tuân thủ nội quy của khu di tích.
Để đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, năm nay Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giao cho Đội Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn cứu hộ Sao Đỏ trực tiếp phối hợp với Công an thị xã Chí Linh tiến hành kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại khu vực đền Kiếp Bạc chùa Côn Sơn và tại địa điểm bố trí cho các hộ kinh doanh dịch vụ quanh khu vực di tích nhằm phát hiện kịp thời những điểm tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy để kiến nghị cơ sở khắc phục. Đồng thời tổ chức hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu di tích, đảm bảo lực lượng này sử dụng thành thạo các phương tiện được trang bị và sẵn sàng ứng cứu khi sự cố xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.